Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới ở trong thế giới From the Fog. Và đây là một podcast kinh dị và có sự xuất hiện của thanh niên Herobrine cực kỳ đáng sợ luôn. Ngoài ra thì còn có nhiều thực thể bí ẩn khác nữa. Nên là bây giờ mình phải tranh thủ khởi đầu cho nó suôn sẻ một tí các bạn ơi. Đầu tiên là lấy gỗ trước nè. Ồ, có trái táo luôn, ngon. Sau đó thì mình sẽ nhanh chóng đi tìm một ít đá để chúng ta đi đào đá ha, rồi nâng cấp dụng cụ các thứ lên trước khi trời tối. Tại vì ở trong thế giới From the Fog nữa, càng về buổi tối thì sẽ càng nguy hiểm các bạn ơi. Đây mình thấy bên đây có đá nè. Với cả là có hang không? Ui, có một cái hang nhưng mà nó ở dưới cái hồ này rồi. Ây vui, căng ngang. Mà có diện tí mình làm liều các bạn, không sao. Mình là người chơi hệ liều mà. Rồi, lấy đá trước cái đã. Được bao nhiêu đây? Ủa sao có một cục vậy? À đây, nó gớt dưới đây. Rồi. Cái hang này, ui có sắt luôn kìa. Ngon ấy chứ. Mình sẽ hít một hơi thật sâu rồi chúng ta sẽ xuống dưới đào sắt hết các bạn. Khởi đầu như vậy là hơi bị ngon nghẻ nha. Làm thêm cây rìu đi. Tí còn có cái mà phòng thân nữa. Rồi chuẩn bị. Nhảy xuống dưới. Sau đó đào mấy cái sắt này. Kịp hay không? Mình nghĩ là kịp đó các bạn ơi. Được, hình như được 2 quặng sắt thô. Hết rồi. Hơi ít ha. Nhưng mà không sao. Có còn đỡ hơn không? Rồi bây giờ mình sẽ xách các bạn chế tạo. Chúng ta sẽ đi khám phá xung quanh để thử. Coi có cù được không ha. Ui, đằng kia có kangaroo kìa. Nhưng mà kangaroo thì không có cho mình cái len để chúng ta làm giường. Vậy thì phải đi tìm một ngôi làng chẳng hạn. Cái vùng savana này biết đâu lại có làng các bạn ơi. Hợp lý á. Lên cao đi. Mình sẽ lên cao để dễ dàng quan sát hơn. Ủa đây. Có cụ luôn. Ngon. Và được mấy bé cụ đây ta. Có một. Ui cái gì con gì đấy. Mister gì nè. Trời. Con Mister là con gì. Nhìn nó thấy ghê quá. Mình sẽ săn nó. What. Một sinh vật bí ẩn nha. Nó bò nhìn khá là ghê các bạn ơi. Và mình chỉ mới có được 2 len cừu thôi. Căng rồi. Mình cần thêm 1 len cừu nữa. Hồi nãy mình cũng chủ quan ghê. Mình nấu sắt ra rồi mình cắt len cừu là ngon rồi. Thiệt tình luôn á. Ủa? Cái gì vậy? Sao phía trên kia lại có một cái đầu lâu ta? Trong này có đồ không? Không có đồ luôn. What? Nhưng mà cái đầu lâu này mình cứ lượm trước đi các bạn. Rồi đập thử đây coi có dấu gì không. Hình như có dấu cái rương thì phải. Chuẩn luôn nè. Có dấu một cái quan tài. Ui có vàng. Ok. Có thêm một cái ủng sắt nữa. Được á. Sẽ lấy cái ủng sắt mình mặc đỡ ha. Ý. Ui thêm một cái công trình bí ẩn gì khác nữa nè. Ui trời đất ơi. Hình như ở đây có một cái dân làng bị xiên. Khủng bụng luôn. Ở trên này có 7 hay sao á. Cái ghê vậy. Trời đất. Ghê rợn nha. Ê. Trời ơi. Có một bộ xương nữa nè. Nguy hiểm thiệt. Cái rương này thì sao? Cái rương này có quá trời đầu lâu luôn. Sao trong đây nhiều đầu lâu dưới ta? Hết rương rồi. Ui sợ quá. Phải lấy cái bít tông này rồi chuồn thôi các bạn ơi. Có điểm rồi đó. Mình thấy có điểm rồi. Trời thì hình như mới giữa trưa thôi. Mình còn nhiều thời gian để chúng ta khám phá đấy. Phải tranh thủ lên mới được. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm thêm được cù à. Vậy thì không biết làm sao mà sống qua đêm nữa. Ê, nhưng mà trên núi nó có sắt à. Được á. Tí mình lên núi mình đào sắt ha. Rồi đây thêm một chỗ dân làng bị sát hại nữa. Mình thấy có rất là nhiều chỗ dân làng bị sát hại luôn nha. Ở dưới nó còn có cái gì nữa cơ. Mình sẽ khám phá thử coi nó có bỏ sót cái đồ đạc gì bên trong hay không ha. Có lửa trại thôi hả. Thôi cài mấy công trình kinh dị kia đi. Giờ thì lo cày sắt các thứ nè. Với cả là kiếm thức ăn các bạn ơi. Mình cảm giác là mình mình sắp chạy hết nổi rồi đó. Thanh thức ăn mình nó tuột không phanh rồi. Làm trái táo dằn bụng trước đi ha. Rồi lên núi này, nghĩa thử coi có gặp thêm đàn cừu nào khác hay không. Ủa, có than luôn. Ờ đúng rồi. Mình cũng đào ít than để tí mình còn nấu sắt nữa chứ. Ờ trên này thì có con gùi. Ở kìa sao con gùi nó sống trên cao dữ vậy? What the hell? Tôi cần tìm con cừu mà. No. Trên núi này cũng không có cừu luôn các bạn ơi. Ui thiệt rồi. Cái vùng này có đúng hai cái nhóc cừu nãy thôi mà mình lại ra tay không nhân nhượng tí nào. Phải chịu cái kết đắng như vậy. Vậy là kiểu gì buổi tối chúng ta cũng không được ngủ rồi đó. Phải tìm cách sống sót thôi. Trước tiên thì chắc mình sẽ tích trữ một ít than đi. Để có gì chúng ta nấu đồ nè. Với cả là làm thêm đuốc các bạn. À với cả là chặt thêm gỗ nữa nha. Hồi nãy giờ mình chặt có đúng một cái cây rồi. Sau đó mình đi tới giờ luôn á. Mình chưa chặt thêm cái cây nữa hết. Không ổn rồi. Ui ở dưới là cái vùng đồng bằng hay gì vậy? Trời đất. Có tê giác nữa cơ. Sao không có làng gần đây nhờ? Ủa chỗ này hiếm làng vậy đúng không hả? Có ngọc lục bảo nữa thôi kệ. Ờ mà quên, giờ mình đâu có đào được ngọc lục bảo bằng cúp đá đâu. Ai da. Toàn rồi. Y. Thức ăn thì không có. Mà kangaroo thì ở đây cũng hơi nhiều các bạn. Hay là mình làm liều đi ha. Mình biết là mình solo không lợi kangaroo đâu nhưng mà phải thử thôi. Mình sẽ farm kangaroo luôn. Đó chuẩn bị đá mình đó. Thông cảm nghe tôi sắp hết thức ăn rồi. Mình phải sang kangaroo. Ôi đó kangaroo đá ghê lắm các bạn ơi. Thánh thần ơi. Tí nữa là đá mình văng xuống dưới núi luôn rồi. Lẹ làm liền cái lò nung. Sau đó nấu thịt kangaroo lên ha. Đây, bên này mình sẽ làm thêm hai cái nữa để chúng ta nấu sắt lên cho nó nhanh một tí. Bên này có cái cây lợi chặt để chúng ta chuẩn bị làm đuốc nè các bạn ơi. Màn đêm buông xuống rồi. Cứu Lộc các bạn ơi. Có đêm thật sự rồi. Oh my gosh. Mình chạy không nổi nữa. Lấy thịt lẹ. Ok, thịt kangaroo đã xong. Ăn thôi các bạn. Trời đất ơi, cướp gì? Ủa lộn ơi, thương nhân dân làng gì mà lạ vậy? Làm đuốc lẹ. Mình cần than. Cái đuốc đây. Rồi cắm đuốc xung quanh trước để đảm bảo cái chỗ mình nó sáng trước cái đã. Được rồi, sau đó mình với kangaroo này sẽ cố thủ ở đây ha. Ui đừng con nào xuất hiện gần đây nghe. Nếu xuất hiện ở xa thì mình chỉ cần kiểu như là né hơn tí thôi các bạn, là chắc sẽ an toàn thôi. Ui nó mò tới đây rồi. Ui no. Trời. Ui thương nhân dân làng bị ảnh hưởng sức mạnh của cái tên Herobrine các bạn, bị biến dạng rồi. Trời, mình còn bị dính hiệu ứng gì nữa kìa, phóng xạ. Ủa là sao? What the hell? Oh. Ê. Ow. Trời đất ơi. Một con zombie cầm cái chùy. What? Sợ nhiên. Ok, lấy sắt lẹ các bạn ơi. Làm liền cho mình một cái nón nè, một cái áo với cả là một cái quần. Rồi, lên giáp thôi. Kèm theo đó là một cái set khiên cũng như là một cái kiếm đi, để mình chiến đấu nó tốt hơn á. Lẹ. Cái khiên trước. Đây. Rồi, tiếp theo là một cái kiếm nữa ha. Có luôn. Làm thêm que. Chế ra cây kiếm đi. Đó. Chống đỡ các thứ cho nó dễ. Ui sao mình mới thấy con nào nó nhảy ngang các bạn ơi. Hello. Wait a minute. Who are you? Oh my gosh. Herobrine bắt đầu xuất hiện rồi các bạn ơi. Hắn mới đứng ở dưới, hắn nhìn điệu mình kìa. No. Đàn em của Herobrine kìa. Oh my chúi. Ê khoan, mình mới nghe tiếng động lạ. Ê con gì vậy? Con nhện hả? Cái gì con nhện gì mọc mấy con mắt nó nghe mông nó là sao? Yêu con nhện thì ghê lắm. Nó không thể bị để lùi luôn. Con nhện mọc mắt nghe cái mông hả? Xử liền. Ôi mình chỉ có nước là thủ đây thôi các bạn à. Tại mình không có cái giường á, nên là không ngủ cho thời gian trôi qua được. Cay thật. À, thôi cố lên cố lên. Mình có cắm nước xung quanh nên là chắc cũng cố thủ được á các bạn. Không tới nổi nào đâu. Ừ ha. Tự nhiên giờ mình nhớ là mấy cái mạng nhện. Sao hồi nãy mình không lấy mạng nhện trời. Trời đất ơi. Non rồi. Tại mình lấy mạng nhện là giờ mình đã ngủ được rồi đó các bạn. Thôi được. Mình sẽ khắc phục cái cái sự non của mình bằng cách là chúng ta sẽ đi lấy mạng nhện ha. Mình thấy ở dưới nó có khá là nhiều mạng nhện cơ. Vừa đủ 4 cái luôn. Ok. Liều thôi các bạn ơi. Tập này là phải liều rồi đó. Con nào lại đây là mình khô máu với nó liền nha. Ok. Lấy lẹ. Đây một cái nữa. Quá tiệu. Ui ui. Ấy à. Ui. Con gì vậy? What? What the heck? Ui có con gì nó mới vừa tàng hình xong á các bạn ơi. No. Ui. Nó kìa. Chó sói sao á? À, nó đang dí mình. Nó đang truy đuổi mình. No. Mình không muốn nằm xuống ở đây đâu. Ui, thôi mà mình chạy nhanh các bạn ơi. Yêu sợ thật á. Trời ơi, zombie cầm cây rìu chà bá lửa luôn. Lên trên lại. Mày thế, số mình vẫn còn hên các bạn à. Không sao. It's okay. Cắm cây đuốc ở đây. Trở lại cái chỗ chế tạo đồ. Ê con nhện. Con nhện này. Lại đây. Ai con chuột hay con gì vậy? Nhìn nó thấy ghê vậy. Yêu. À nhìn nó như con bọ vậy đó các bạn à. Hay con chuột gì đó. Ê chó sói. Au. Chó sói biến dị. Nhưng con chó sói biến dị này nó rất là nhanh nha. Không khéo là nó sơi tái mình liền. Oh gosh. Ừ hên quá nó bị dính màng nhện rồi. Nhưng mà mình cũng không thể chống cự nó lâu được đó các bạn ơi. Ý. Mày quá. Chúng ta còn sống. Ý cái tên cầm rìu này nãy giờ dí mình hoài luôn á. Một cái nữa. Này thì tên cầm rìu nè. Ok. Đúng là không có được cái giường á là cực kỳ khổ luôn á các bạn ơi. Nào chế tạo lẹ nào. Làm ra cái giường ha, hoàn chỉnh luôn. Rồi, ngủ thôi. Ok. Trời đã sáng rồi các bạn ơi. Chúng ta có thể thức dậy và quan sát cái khung cảnh ở bên ngoài cơ. Ý. Đó là loài gấu biến dị. Dân làng biến dị. Một loài hình như đó là zombie biến dị hay sao á. Quá chừng rồi. Coi như cái đêm vừa rồi là bài học xương máu cho mình. Ủa cái gì ấy? Ê. Ôi một con lừa nó có nâng cấp độc các bạn ơi. Trời con lừa nhìn thấy ghê hả? Thôi nghỉ chơi nha, không chơi nha. Ấy. Trời nó văng tơ nhện vô người mình. Chạy thôi. Kiểu này á thì mình phải nhanh chóng tìm kim cương. Lên full set giáp kim cương các bạn ơi. Thì mới chống chọi nổi. Cái giáp sắt là mình thấy là hơi bị yếu luôn á. Nó quýnh rất là thốn luôn nha. Ồ. Đó là nhà của ai vậy? Ồ. Nhà của một bác nông dân. Ui giời ơi. Đấy rồi. Mình tìm được cú nhân rồi. Wow. Trong rương có đồ. Có 2 thanh kiếm gì kìa. Wow. 9 đam. Thời tới cản không kịp các bạn ơi. Vô tình có hàng nóng luôn. Nó ngon kiếm sắt của mình khá nhiều ha. Mình sẽ lấy nó và sử dụng làm vũ khí chính luôn. Được á. Giờ thì mình sẽ ghé nhà bác nông dân này để chúng ta nhưng mà bác nông dân này có Có người bạn Bù nhìn hơi ghê nha. Mình sẽ tiếp bác nông dân thu hoạch lúa. Hy vọng là anh bạn không có đánh mình ha. Ô, anh bạn này thân thiện á mọi người, không có đánh mình. Gì được. Hello. Tưởng đâu đánh mình là mình mình chống cự lại á. Mình không phải dạng dừa đâu. Ồ, trong nhà bác ấy thì còn có táo với cả là một ít thứ khác nữa nè. Mấy thứ này thì chắc là sẽ cần thiết đối với mình đó. Nên là mình mượn bác ấy đi. Mình giờ khó khăn quá các bạn à. Trả ơn bác ấy bằng một ít cái hộp giống nữa nè. Hàng gạo sắt nữa ha. Đĩa nhạc cho bác ấy quẩy buổi tối nữa. Ok. Chế tạo ít bánh mì để dành ăn thêm các bạn ơi. Lúa mì dư để lại cho bác dân làng luôn ha. Rồi. Thằng fan đã đó. Ghé thăm bác ấy sơ sơ chúng ta đi tiếp ha các bạn. Để chúng ta tìm một nơi để định cư nữa. Tại vì ngày đầu tiên mình muốn tìm một cái nơi đàng hoàng để mình định cư luôn. Ơ nhưng mà đằng kia là cái gì ta? Quá tẹo. Làm cây cúp với cả là cây rìu chạy quanh bển coi tình hình như thế nào hả các bạn. Mình thấy là có cái nét gì giống như có hoa đền bên trong lắm nha. Ủa không có hoa đền. Nhưng mà lại được trang trí mấy cái khói giống như là trong cái chỗ của mấy con hoa đền á. Nè. Ủa có cái đè luôn. Yêu cái chỗ này nhìn kinh dị thì có chứ. Thật luôn á. Nhìn cứ ghê ghê cái gì các bạn à. Quá trời rồi. Trên lầu nè. Ủa có cái lò luyện kim, lò hụt khói các thứ. Trong thùng thì có cái lồng đèn ha. Trên đỉnh thì có thánh giá nè. Đập cái này luôn. Chắc không sao đâu. Có vẻ là không sao thiệt á các bạn à. Ok. Và dưới này nó còn có cái cục gì vuông vuông nữa nè. Coi thử coi. Có dấu gì không? Không có dấu. Ui sợ nha. Dưới này nó có một cái hang. Có vẻ là rất là sâu luôn các bạn ơi. Wow. Mình sẽ làm liều ha. Chứ cả là mình cũng đang cần tìm một cái khu vực để chúng ta đi mai. Ok đi xuống luôn các bạn. Mình biết là nó sẽ rất là nguy hiểm đó. Nhưng mà chúng ta phải liều thôi. Dưới này không có quái. Ngon. Ê đằng kia là cái quặng gì tím tím vậy? What? Quặng lạ nha. Mình sẽ đào thử coi. Ủa đào nó không rơi ra kinh nghiệm à. Đây là Control Ingot. Dùng để làm một cái generator gì đó. Kệ giữ một ít sau này để mình nghiên cứu thêm ha. Dưới này có thêm sắt nè. Cái này thì nên lấy. À chắc là mình sẽ đi thiệt là sâu. Sâu nhất có thể luôn. Để chúng ta tìm kim cương luôn ha các bạn. Ủa có luôn nè. What? Ôi trời ơi. Bịp ơi. Kim cương fake các bạn à. Trời đất ơi. Bảo sao mới đi con tí mà gặp kim cương thì vô lý quá. Hay à. Nữa. Coi lại nào. Lại là kim cương fake. Nghi lắm. Fake chứ gì nữa. Bịp tôi hoài. Đó biết ngay mà. Này thì bịp hả. Mình sẽ pha mấy con bọ đây luôn. Tầm 9 con là mình sẽ nén lại thành được một viên kim cương hoàn chỉnh đó các bạn ạ. Thầm ngàn đi ha. Ủa. Dưới này là biome Deep Dark. Không ổn rồi. Ê gặp con nâng cấp nữa. Ui. Nó tàn hình. What the hell. Không ổn rồi các bạn ơi. Ok mình lấy lại đồ chưa. Ủa sao còn thiếu ta. Ấy. Đấy. Mình chưa lấy lại được hết đồ nữa. Ở kìa. Thiệt luôn á. Ui. Mỗi lần mà nó hạ gục mình là nó sẽ tạo ra một cái phiên bản khác của mình đó các bạn. Nè. Ui nữa. Còn tím tím là cái con ấy. Ủa nó dùng nhiều góc rồi. Wow con này 350 máu. Giỡn mặt hả. Trời đất ơi. Ấy. Block. Mình cầm một block ở dưới. Nó 350 máu các bạn ơi. Sao mà Hà Nội? Trời đất quý thần ơi. Ui. Ăn trái táo vô cho hồi phục nhanh tí. Tại vì đánh nó mình còn bị hiệu ứng phản đam nữa. Ngay thật. Ui da, trời trời trời. Con gấu kia nó. Nó quýnh thốn nha. Một cái nữa. Kìa nó kìa, 350 máu. Nó có tên là NPCD các bạn ơi. Nó có tên là NPCD. Một con NPC khá là khó chịu luôn á, theo đánh giá của mình. Chưa gì mà mình thấy là sự khắc nghiệt của thế giới From the Fog rồi đó nha. Ây da. Kìa kìa kìa. Hình dạng của nó kìa các bạn. Thôi mình không đi hướng đó nữa. Mình đã thấy sự nguy hiểm của nó rồi. Chúng ta sẽ đi sang hướng khác các bạn ơi. Rồi. Mặc dù kiếm ít tài nguyên hơn cũng được, nhưng mà quan trọng là mình an toàn là được à. Ủa, kim cương luôn. What? Ngay chỗ cái dungeon mà còn có kim cương nữa. Nhưng mà đây là kim cương thiệt. Let's go. Ủa, sao kỳ ta? Ủa đây hai chỗ nhưng mà sao có quặng á? What? Trong rừng. Ôi sao mình nghe tiếng có con gì ta? Ôi mình nghe tiếng động lạ các bạn ơi. Ê gung nha. Không giỡn gì nghe. Được cái ba lô. Có cái để chúng ta chứa bớt đồ luôn. Tiện lợi thiệt. Bánh mì để chúng ta ăn thêm nè. Còn bên này, rương này sẽ cho mình thêm ít chỉ các thứ, cũng như là giáp ngựa ha. Nếu chúng ta mà tìm được bạn ngựa nào thì chúng ta sẽ trang bị giáp ngựa cho bạn ấy. Cái gì vậy? Ủa sao nghe tiếng giống như động đất vậy? Ủa thêm một cái dungeon nữa nè. Ấy da. Bữa nay. Ôi. Quay. Quay. Không vui. Ê. Ê. Ê, chill. Ôi mình bị một con nó dí các bạn ơi. No. Nó được cường hóa rồi. Ê. Không ổn thế nào. Bắt buộc phải chiến đấu thôi. Con này. Ê, trả giá đi. Trời đất ơi. Ủa sao phiên bản của mình sau khi bị hạ gục trâu vậy? Phải chi mình cũng trâu như vậy thì đỡ biết mấy. Yêu trong đây nó có mấy cái loài rất là bá đạo trên từng hạt gạo luôn á các bạn ơi. Chẳng hạn như cái con hồi nãy. Trời đất ơi. Ghê thiệt. Ôi mình quýnh nó đưa ra cái não vậy nè. Cái não của nó có thể làm được đồ. Wow. Sau này dự là nó sẽ là những món đồ xịn sò để chúng ta trang bị và chiến đấu với Herobrine, cũng như là những sinh vật ghê rợn khác. Đó. Kinh dị chưa? Hết đường rồi. What? Ơi chỗ này nó có một cái miếng giấy vậy nè các bạn ơi. Ở trên đây nó ghi cái dòng chữ là Leave Me Alone. Là kêu để nó một mình hả? Ủa cái này lấy được không? Ủa cái này đập được. Ê. Slenderman. Ai. No. Ui. Ăn trái táo Slenderman vô. Ok. Ui hắn biến mất rồi. Ui hên là mình đụng vô tờ giấy đó vào ban ngày các bạn ơi. Hắn biến mất rồi. Vậy là cái tờ giấy đó chính là cái để mình triệu hồi ra Slenderman. Oh my gosh. Một cái thông tin mới các bạn ơi. Sợ nha. Kinh thật chứ. Ui quá độ. Bên phải. Herobrine kìa. Sao hắn lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt? Ê! Ôi! Ôi hắn rồi. Ôi! Không ổn rồi các bạn ơi. Ở lần trở lại này, hắn không chỉ hù mình đâu mà hắn còn lại gần để tấn công mình nữa cơ. Ồ. Ôi xong rồi, hắn đã mạnh hơn rồi. Kiểu này thì hành trình sắp tới của mình chắc sẽ vất vả đây. Nhưng mà nói chung, ngày đầu tiên ở thế giới From the Fog là chúng ta đã trải nghiệm được sự đáng sợ của những thứ bí ẩn mới này ha. Từ nhân vật mới xuất hiện là Slenderman cho tới những cái con quái vật hoàn toàn mới đối với mình luôn. Nó rất là đáng sợ các bạn ạ. Và còn rất là nhiều thứ khác đang chờ đợi mình nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ an toàn trong những ngày kế tiếp ha. Chứ không phải là giống như những bộ xương hay là những cái bé dân làng này phải nằm một đống như vậy đâu. Mình không muốn đâu. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mua hạt Roblox, Lockwood cũng như là Game Pass á, thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có để dưới phần bình luận của video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp ở trong hành trình From the Fog này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.